Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 4. Trong ngày đó, bảy người nữ sẽ bắt lấy một người nam và nói rằng: chúng tôi ăn bánh của mình, mặc áo của mình, chỉ xin cho phép chúng tôi mang danh ngươi, hãy cất sự xấu hổ của chúng tôi đi. Trong ngày đó, chồi của Đức Giê-hô-va sẽ làm đồ trang sức vinh hiển của những kẻ sót lại trong Israel. Sản vật dưới đất sẽ làm sự tốt đẹp cho chúng nó. Phàm những kẻ còn lại ở Si-ôn, những kẻ sót lại ở Jerusalem, tức là những kẻ ở Jerusalem được chép vào sổ người sống, thì sẽ được xưng là thánh. Khi Chúa đem thần công bình cùng thần thiêu đốt mà rửa sự ô uế của những con gái Si-ôn, tẩy sạch huyết Jerusalem khỏi giữa nó. Trên khắp nơi núi Si-ôn, trên khắp các hội nó, Đức Giê-hô-va sẽ dựng lên một đám mây bọc khói trong ban ngày và ngọn lửa soi sáng trong ban đêm, vì một cái màn sẽ che cả sự vinh hiển. Sẽ có trại làm bóng mát, tránh nắng ban ngày, và dùng làm nơi núp, chỗ đuột, cho khỏi gió táp mưa sa. Chương 5. Ta sẽ hát cho bạn rất yêu dấu ta một bài ca của bạn yêu dấu ta về việc vườn nho người. Bạn rất yêu dấu ta có một vườn nho ở trên gò đất tốt. Người khai phá ra, cất bỏ những đá, trồng những gốc nho xinh tốt, dựng một cái tháp giữa vườn và đào một nơi ép rượu. Vả người mong rằng sẽ sinh trái nho, nhưng nó lại sinh trái nho hoang. Hỡi dân ở Jerusalem cùng người Juda, vậy thì bây giờ ta xin các ngươi hãy đoán xét giữa ta với vườn nho ta. Có điều chi nên làm cho vườn nho ta mà ta không làm cho nó chăng? Cớ sao khi ta mong sinh trái nho thì nó lại sinh trái nho hoang vậy? Này, ta sẽ bảo các ngươi về điều ta định làm cho vườn nho ta. Ta phá rào, nó sẽ bị cắn nuốt. Ta hạ tường xuống, nó sẽ bị dày đạp. Ta sẽ để nó hoang loạn, chẳng tỉa sữa, chẳng vuông xới. Nhưng tại đó sẽ mọc lên những gai gốc và chà chuông. Ta lại truyền cho mây đừng làm mưa xuống trên nó nữa. Vả vườn nho của Đức Giê-hô-va vạn quân ấy là nhà Israel và những người của Giu-đa, tức là cây mà Ngài ưa thích. Ngài trông họ được công chính mà này có sự bạo ngược, trông được công bình mà này có tiếng kêu la. Khốn thay cho những kẻ thêm nhà vào nhà, thêm ruộng vào ruộng, cho đến chừng nào chẳng còn chỗ hở nữa, và các ngươi ở một mình giữa xứ. Đức Giê-hô-va vạn quân có phán vào tai tôi những lời này: thật nhiều nhà sẽ bỏ hoang, những nhà ấy lớn và đẹp mà chẳng có người ở. Ấy vậy, 10 mẫu vườn nho chỉ sinh được 1 bát rượu, 1 ô me hột giống chỉ được 1 ê pha. Khốn thay cho cả dậy sớm đặng tìm kiếm rượu, chày đến ban đêm phát nóng vì rượu. Trong tiệc yến họ có những đờn cầm, đờn sắt, trống cơm, ống sáo và rượu nữa, nhưng chẳng thiết đến công việc Đức Giê-hô-va. Họ chẳng xem xét công trình của tay Ngài. Vậy nên dân ta phải bắt làm phu tù vì không hiểu biết. Kẻ sang nó chịu đói, chúng dân nó chịu khát. Vậy nên sự ham muốn của âm phủ đã rộng thêm, hả miệng vô ngần. Sự vinh hiển nó, dân chúng nó, sự sang trọng nó và kẻ vui mừng giữa nó đều xa xuống đó. Kẻ hèn bị khuất, kẻ tôn trọng bị thấp hèn, con mắt người kiêu ngạo bị hạ xuống. Song Đức Giê-hô-va vạn quân lên cao trong sự công chính.
Đức Chúa Trời là đấng thánh, nên thánh trong sự công bình. Bây giờ, những chiên con sẽ ăn cỏ như trong đồng cỏ mình. Người ngụ cư sẽ ăn ruộng hoang của kẻ giàu. Khốn thay cho kẻ lấy sự dối trá làm dây kéo sự gian ác theo sau, và như dùng đõi xe kéo tội lỗi. Họ nói: xin vội vã kiếp làm nên công việc Ngài, hầu cho chúng tôi thấy. Nguyền xin mưu của Đấng Thánh Israel hãy lại gần, hãy tới đến cho chúng tôi được biết. Khốn thay cho kẻ gọi dữ là lành, gọi lành là dữ, lấy tối làm sáng, lấy sáng làm tối. Vật chi cay trở cho là ngọt, vật chi ngọt trở cho là cay. Khốn thay cho kẻ chính mắt mình coi mình là khôn ngoan, tự mình xét đoán mình là thông sáng. Khốn thay cho kẻ mạnh uống rượu, có sức lực đặng pha các thức uống hay say, vì hối lộ mà xưng kẻ có tội là công bình, và cướp lấy sự công bình của người nghĩa. Vậy nên, như lửa đốt gốc rạ và rơm cháy thiêu trong ngọn lửa thế nào, thì rễ họ cũng mục nát và hoa họ cũng bay đi như bụi đất thế ấy, vì họ đã bỏ luật pháp của Đức Giê-hô-va vạn quân và khinh lời của Đấng Thánh Israel. Nhưng đó, cơn thạnh nộ của Đức Giê-hô-va phừng lên nghịch cùng dân Ngài. Ngài đã giơ tay nghịch cùng nó và đánh nó. Núi non đều rúng động, xác chết chúng nó như phân ngang ngửa giữa đường. Dầu vậy, cơn giận Ngài chẳng lánh khỏi, nhưng tay Ngài còn giơ ra. Ngài dựng cờ lên hướng về các dân tộc ở xa cách, và suýt mà gọi họ từ nơi đầu cùng đất. Và này, họ lật đật chạy đến kiếp và mau. Trong đám họ, không một người nào mỏi mệt, chẳng ai vấp váp, chẳng ai ngủ gật hoặc ngủ mê, không ai có dây lưng tháo ra hoặc dây giày đứt. Tên của họ đã nhọn, cung đã dương, vó ngựa cứng giường đá, bánh xe như gió lốc. Tiếng gầm khác nào sư tử cái, rống như sư tử con. Chúng nó sẽ rống và bắt mồi đem đi, không ai cứu được. Trong ngày đó sẽ có tiếng gầm nghịch cùng nó, khác nào tiếng sóng biển ầm ầm. Nếu người ta ngó vào xứ, chỉ thấy tối tăm và khốn nạn. Sự sáng sẽ bị che tối bởi các chòm mây. Chương 6. Về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy đền thờ. Những seraphim đứng bên trên Ngài, mỗi seraphim có 6 cánh, 2 cái che mặt, 2 cái che chân và 2 cái dùng để bay. Các seraphim cùng nhau kêu lên rằng: thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân, khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài. Nhưng tiếng kêu đó, các nền ngạch cửa rúng động và đền đầy những khói. Bây giờ tôi nói: khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ dái ở giữa một dân có môi dơ dái, bởi mắt tôi đã thấy vua, tức là Đức Giê-hô-va vạn quân. Bây giờ một seraphim bay đến tôi, tay cầm than lửa đỏ mà đã dùng kìm gấp nơi bàn thờ, để trên miệng ta mà nói rằng: này, cái này đã chạm đến môi ngươi, lỗi ngươi được bỏ rồi, tội ngươi được tha rồi. Đoạn, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng: ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa rằng: có tôi đây, xin hãy sai tôi. Ngài phán: đi đi, nói với dân này rằng: các ngươi hãy nghe nhưng chẳng hiểu chi, hãy xem nhưng chẳng thấy chi. Hãy làm cho dân ấy béo lòng, nặng tai, nhắm mắt. E rằng mắt nó thấy được, tai nó nghe được, lòng nó hiểu được, nó trở lại và được chữa lành chăng? Tôi lại nói: lạy Chúa, cho đến chừng nào? Ngài đáp rằng: cho đến chừng các thành bị hoang vu, không có dân ở, nhà không có người, và đất đã nên hoang vu cả. Cho đến chừng Đức Giê-hô-va dời dân đi xa,
và trong xứ rất là tiêu điều. Giả sử còn lại 1/10 dân cư tại đó, họ sẽ lại bị thiêu nuốt. Nhưng như khi người ta hạ cây thông cây dẻ, chừa gốc nó lại, thì cũng vậy, giống thánh là gốc của nó. Thi Thiên 41. Phước cho người nào đói đến kẻ khốn cùng. Trong ngày tai họa, Đức Giê-hô-va sẽ giải cứu người. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ người, bảo tồn mạng sống người. Người sẽ được phước trên đất, và Ngài chắc không phó người cho ý muốn của kẻ thù nghịch người. Đức Giê-hô-va sẽ nâng đỡ người tại trên giường rũ liệt. Trong khi người đau bệnh, Chúa sẽ cải dọn cả giường người. Tôi đã nói, Đức Giê-hô-va ơi, xin thương xót tôi, chữa lành linh hồn tôi, vì tôi đã phạm tội cùng Ngài. Những kẻ thù nghịch tôi chúc tôi điều ác mà rằng, nó sẽ chết chừng nào, danh nó sẽ diệt khi nào. Nếu có người đến thăm tôi bèn nói những lời dối trá, lòng nó chứa cho nó gian ác, rồi nó đi ra ngoài nói lại. Hết thảy những kẻ ghét tôi đều sầm xì nghịch tôi, chúng nó toan mưu hại tôi. Một thứ bệnh ác dính đeo trên mình nó, kìa bây giờ nó nằm rồi, ắt sẽ chẳng hề trỗi dậy nữa. Đến đổi người bạn thân tôi mà lòng tôi tin cậy và đã ăn bánh tôi, cũng dơ gót lên nghịch cùng tôi. Đức Giê-hô-va ơi, xin hãy thương xót tôi và nâng đỡ tôi, thì tôi sẽ báo trả chúng nó. Nếu kẻ thù nghịch không thắng hơn tôi, nhờ đó tôi sẽ nhìn biết Chúa đẹp lòng tôi. Song nhân vì sự thanh liêm tôi, Chúa nâng đỡ tôi, lập tôi đứng vững ở trước mặt Chúa đời đời. Đáng ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel từ trước vô cùng cho đến đời đời. Amen. Amen. Thư Côrintô thứ nhất, chương 1. Phao-lô, theo ý Đức Chúa Trời, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, cùng sốt then anh em chúng ta, gửi cho hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Côrintô, tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Giê-xu Christ, được gọi làm thánh đồ, lại cho mọi người bất luận ở nơi nào, cầu khẩn danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, là Chúa của những người ấy và của chúng ta. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Giê-xu Christ. Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Vì chưng anh em đã được dư dật về mọi điều ban cho, cả lời nói và sự hiểu biết, như lời chứng về Đấng Christ đã được vững bền ở giữa anh em. Anh em đang trông đợi kỳ Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào. Ngài sẽ khiến anh em được vững bền đến cuối cùng, để khỏi bị quở trách trong ngày của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài đã gọi anh em được thông công với con Ngài là Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta. Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau. Vì, hỡi anh em, bởi người nhà Cơ-lô-ê, tôi có được tin rằng trong anh em có sự tranh cãi. Tôi có ý nói rằng trong anh em mỗi người nói như vậy: ta là môn đồ của Phao-lô, ta là của A-pô-lô, ta là của Sê-pha, ta là của Đấng Christ. Đấng Christ bị phân rẽ ra sao? Có phải Phao-lô đã chịu đóng đinh trên cây thập tự thế cho anh em, hay là anh em đã nhân danh Phao-lô mà chịu phép báp têm sao? Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời, vì ngoài Cơ-rít-bu và Gai-út, tôi chưa từng làm phép báp têm cho ai trong anh em, hầu cho chẳng ai nói rằng anh em đã nhân danh tôi mà chịu phép báp têm. Tôi cũng đã làm phép báp têm cho người nhà Sê-pha-na. Ngoài nhà đó, tôi chẳng biết mình đã làm phép báp têm cho ai nữa. Thật vậy, Đấng Christ đã sai tôi chẳng phải để làm phép báp têm đâu, nhưng để rao giảng tin lành, và chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng, kẻo thập tự giá của Đấng Christ ra vô ích. Bởi vì lời giảng về thập tự giá thì những người hư mất cho là điên dại, song về phần chúng ta là kẻ được cứu chuộc thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. Cũng có lời chép rằng:
Ta sẽ hủy phá sự khôn ngoan của người khôn ngoan, tiêu trừ sự thạo biết của người thạo biết. Người khôn ngoan ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận đời nay ở đâu? Có phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra dồ dại không? Vì tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình, chẳng nhờ sự khôn ngoan Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời. Nên Ngài đành lòng dùng sự giảng dồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy. Vả, đang khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Gê-rét tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là dồ dại. Song le, về những người được gọi, bất luận người Giu-đa hay người Gê-rét, thì Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Bởi vì sự dồ dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn người ta, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta. Hỏi anh em, hãy suy xét rằng, ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Và ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta. Hầu cho như có lời chép rằng, ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Chương 2. Hỏi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em, chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời. Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Chính tôi đã ở giữa anh em bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra thánh linh và quyền phép. Hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời. Do vậy, chúng tôi giảng sự khôn ngoan cho những kẻ trọn vẹn, song chẳng phải sự khôn ngoan thuộc về đời này, cũng không phải của các người cai quản đời này là kẻ sẽ bị hư mất. Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự mầu nhiệm kín dấu mà từ trước các đời Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta. Trong những người cai quản đời này, chẳng ai từng biết sự đó. Bởi chưng nếu đã biết thì họ chẳng đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây thập tự đâu. Song le, như có chép rằng, ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta. Vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Và nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. Về phần chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta nói về ơn đó không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng. Vả, người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chứng người đó coi sự ấy như là sự dồ dại và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng. Nhưng người có tánh thiêng liêng xử đoán mọi sự, và chính mình không bị ai xử đoán. Vì ai đã biết ý Chúa đặng dạy dỗ Ngài? Nhưng phần chúng ta thì có ý của Đấng Christ. Chương 3. Hỏi anh em, về phần tôi,
Tôi chẳng có thể nói với anh em như với người thiêng liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong đấng Christ vậy. Tôi lấy sữa nuôi anh em, chứ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi, đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt. Thật, bởi trong anh em có sự ghen ghét và tranh cạnh, anh em há chẳng phải là tánh xác thịt, ăn ở như người thế gian sao? Có người thì nói, ta là môn đồ của Phao-lô, kẻ thì rằng ta là của Apollo. Vậy anh em há chẳng phải là người cũng như kẻ khác sao? Thế thì, Apollo là ai và Phao-lô là ai? Ấy là kẻ tôi tớ, mà bởi kẻ đó anh em đã tin cậy, y theo Chúa đã ban cho mọi người. Tôi đã trồng, Apollo đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy, người trồng kẻ tưới đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên. Người trồng kẻ tưới đều bằng nhau, ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm. Và chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời. Anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây. Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi đã lập nền như một tay thợ khéo, mà có kẻ khác cất lên trên. Nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó, vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Đức Chúa Giêsu Christ. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy. Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Ví có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ. Vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ. Chớ ai tự dối mình. Nếu có ai trong vòng anh em tưởng mình khôn ngoan theo cách đời này, hãy trở nên dại dột để được nên khôn ngoan. Vì sự khôn ngoan đời này trước mặt Đức Chúa Trời là sự dại dột. Như có chép rằng, ấy là Chúa bắt những kẻ khôn ngoan trong mưu kế họ. Lại rằng, Chúa thông biết ý tưởng của người khôn ngoan, Ngài biết ý tưởng họ đều là vô ích. Vậy, chớ ai khoe mình về loài người, vì mọi sự đều thuộc về anh em, hoặc Phao-lô, hoặc Apollo, hoặc Cê-pha, hoặc thế gian, hoặc sự sống, hoặc sự chết, hoặc những sự bây giờ, hoặc những sự hầu đến. Hết thảy mọi sự đều thuộc về anh em. Anh em thuộc về Đấng Christ, Đấng Christ thuộc về Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy dạy con Chúa ơi,
những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail Dưỡng Linh Cơ Đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn Dưỡng Linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.